Hoan hỷ kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý anh chị thân mến, tử vi năm 2020 của tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 dự đoán, đối với những người có ý định bắt đầu một doanh nghiệp mới, năm 2020 sẽ là năm phù hợp nhất với bạn. Kế hoạch sẽ thành công, bạn sẽ có rất nhiều người giúp để bạn thành công. Những người độc thân thì sẽ sớm có được người yêu. Tình yêu may mắn và sự nghiệp cũng vậy, song hành cạnh nhau. Những người sinh năm 1992 sẽ có một gia tài thịnh vượng vào năm 2020. Đối với tài lộc, ngoại trừ tiền lương vững chắc và thường xuyên thì bạn sẽ kiếm được thêm tiền từ bạn bè và vé số. Có điều quan trọng là bạn phải tránh xa những kẻ tham lam. Trong sự nghiệp bạn sẽ được thăng chức nhờ sự siêng năng và chăm chỉ. Đối với vận may tình yêu, những con khỉ độc thân sẽ gặp được ý trung nhân, vì vậy nên nắm bắt cơ hội. Theo dự đoán may mắn, tuổi Nhâm Thân đang trong tình yêu sẽ bước vào hôn nhân trong năm nay. Điều quan trọng nhất đó là đừng quá kén chọn và trân trọng người đi cùng với bạn hiện tại. Vận may về sức khỏe sẽ là khá tốt trong năm 2020. Mệnh chủ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992, nạp âm ngũ hành là kiếm phong kim, phần lớn là người nhanh nhẹn, thông minh, ôn hòa, công danh đều có, nam nữ đều là mệnh phú quý. Năm Canh Tý nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, thổ kim tương sinh, mệnh chủ cần phải chú ý nhiều những bệnh liên quan về đường hô hấp, nhất là những bệnh về phổi. Năm nay có cơ hội để cuộc đời của mình bước lên một tầng cao mới, bước vào giai đoạn mới của cuộc đời. Tuổi Thân sinh năm 1992 thích hợp học tập thêm, tăng giá trị bản thân, tham gia khóa đào tạo chuyên môn vì phát triển sự nghiệp trong tương lai, tích lũy thực lực. Ngoài ra, năm nay nếu gặp các giao dịch hàng loạt liên quan đến bất động sản, xe cộ, cần phải chú ý tới các vấn đề chi tiết của các điều khoản giấy tờ. Sử dụng vật phẩm phong thủy vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để hòa hợp quý nhân, tăng cường tài lộc cho tuổi Nhâm Thân theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Nhâm Dương Thủy gặp Canh Dương Kim là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong năm Canh Tý này, những gia chủ tuổi Nhâm Thân sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc cũng như tài lộc. Với những người theo đường quan vận thì sẽ hanh thông. Cần phải chú ý các mối quan hệ xung quanh mình để tránh trường hợp có tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng tới công việc sự nghiệp. Khi gặp phải cần bình tĩnh, đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề. Tổng quan vận hạn của tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 năm Canh Tý. Đối với nam mạng Nhâm Thân thì gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh. Sao Thổ Tú có ngũ hành thuộc thổ, xét trên mọi phương diện đều xấu. Người bị sao Thổ Tú chiếu mạng cần phải đề phòng kiêng kỵ vào tháng 1 và tháng 8 âm lịch. Cả nam và nữ đều không tránh khỏi những ưu phiền, ngủ không ngon giấc hay mơ chuyện gở. Kinh doanh buôn bán thì không phát triển. Ngoài ra cần phải hết sức đề phòng những kẻ tiểu nhân ám hại, gia đạo có nhiều điều buồn phiền, bất an. Tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 nam mạng, trong năm 2020 gặp hạn ngũ mộ. Người có hạn ngũ mộ sẽ luôn gặp vấn đề về tiền bạc, nói chính xác hơn đó là sẽ bị mất mát về tiền của. Trong đó nặng nhất, rõ ràng nhất đó là việc mua bán hàng hóa, đồ đạc, dễ mua phải đồ không chất lượng và đồ không tốt. Nếu khi mua bán không có giấy tờ hóa đơn rõ ràng, có thể bị hỏng, không được bảo hành, bị mất do trộm cắp hoặc là bị chính quyền tịch thu bởi đây là hàng không rõ nguồn gốc. Tránh việc cho người khác ngủ nhờ cũng sẽ gây nên hao tiền tốn của bởi có thể gặp phải người gian trộm cắp dẫn tới thiệt hại về tài chính của mình. Nữ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 gặp sao Vân Hán chiếu mệnh, sao Vân Hớn chiếu mạng, đàn ông hay là đàn bà gặp phải sao này đều làm việc trung bình, khẩu thiệt, phòng thương tật ốm đau hay là nóng nảy mồm miệng. Nam gặp phải tai tinh, bị kiện, thưa bất lợi, nữ không tốt về thai sản, nhất là vào tháng 4, tháng 8 âm lịch. Do vậy, người vì sao Vân Hớn chiếu mệnh cần phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói nhằm tránh sự tranh chấp bất lợi dẫn đến kiện tụng cò bóp. Tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 nữ mạng, trong năm 2020 gặp hạn ngũ mộ. Người có hạn ngũ mộ sẽ luôn gặp vấn đề về tiền bạc, nói chính xác hơn đó là sẽ bị mất mát về tiền của. Trong đó nặng nhất, rõ ràng nhất đó là việc mua bán hàng hóa, đồ đạc, dễ mua phải đồ không chất lượng, đồ không tốt.
Nếu khi mua bán không có giấy tờ hóa đơn rõ ràng, có thể sẽ bị hỏng, không được bảo hành, bị mất do trộm cắp hoặc là bị chính quyền tịch thu, bởi đây là hàng không rõ nguồn gốc. Việc cho người khác ngủ nhờ cũng sẽ gây nên hao tiền của, bởi có thể sẽ gặp phải người gian trộm cắp, dẫn tới thiệt hại về tài chính của mình. Phương án kích hoạt cung tài lộc cho các gia chủ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Phương án thứ nhất đó là tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng công ty. Tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc, Thân Tý Thìn hóa thủy vào tháng Thìn Thân Dậu Hợi Tý, tương ứng sẽ là các sáng 3, 7, 8, 10, 11 âm lịch. Nếu mệnh chủ tiến hành hợp tác làm ăn với tuổi trong bộ tam hợp này thì cần phải chú ý những tháng trên. Nếu có thể tiến hành những tháng này, rất hanh thông thuận lợi, vận may mắn sẽ đến. Và một số điều cần phải chú ý khi mà chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là nếu kết hợp với các mệnh chủ tuổi Thìn sẽ chọn ngày hoặc giờ là Tý, và ngược lại nếu mệnh chủ có tiến hành kết hợp làm ăn với những mệnh chủ tuổi Tý thì sẽ chọn ngày giờ là Thìn. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, đinh hợp nhâm hóa mộc hỏa vào những tháng Dần, Mão, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Sửu, tương ứng sẽ là các tháng 1, 2, tháng 4, tháng 4 nhuận, tháng 5, 6, 8, 9, 10 âm lịch trong năm 2020. Vậy nên, nếu mệnh chủ muốn hợp tác hoặc là tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là Bính, có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mệnh chủ tuổi Đinh như Đinh Tỵ 1977, Đinh Mão 1987, Đinh Sửu sinh năm 1997, Đinh Mùi 1967, Đinh Dậu 1957. Tuổi Thiên Lộc. Tuổi Thiên Lộc mang lại tài lộc may mắn về mặt tài chính, sự nghiệp, công danh. Vị trí tốt cho tuổi tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ vợ con. Tuổi Thiên Lộc có tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 sẽ là Hợi, bao gồm các tuổi tính theo thứ tự ưu tiên như sau: Đinh Hợi 2007, Tân Hợi 1971, Quý Hợi 1983, Kỷ Hợi 1959, Ất Hợi sinh năm 1995. Tuổi Dương Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh chồng con. Dương Quý Nhân của Nhâm Thân sinh năm 1992 đó là Tỵ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Đinh Tỵ 1977, Tân Tỵ 2001, Ất Tỵ 1965, Kỷ Tỵ sinh 1989, Quý Tỵ sinh năm 1953. Tuổi Âm Quý Nhân là người hỗ trợ, giúp đỡ phần tiềm ẩn, ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm Quý Nhân của Nhâm Thân sinh năm 1992 sẽ là Mão, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Kỷ Mão 1999, Quý Mão 1963, Ất Mão 1975, Tân Mão 1951 hoặc sinh năm 2011, Đinh Mão 1987. Do Dần Thân là trực xung nên việc chọn tuổi làm ăn kinh doanh cần phải chú ý, hạn chế hết sức có thể việc kết hợp với những mệnh chủ tuổi Dần. Nếu tiến hành cần phải có biện pháp hóa giải hợp lý. Ngoài ra Thân Tỵ thuộc bộ lục hợp nên việc chọn lựa cho những mệnh chủ tuổi Tỵ trong trường hợp này sẽ rất cát lợi. Tuổi Thiên Mã. Mã liên quan đến phần động vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí lái xe, nhân viên thu hồi công nợ, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của Nhâm Thân sinh năm 1992 sẽ là Dần, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Bính Dần 1986, Giáp Dần 1974, Mậu Dần 1998, Canh Dần 1950, Nhâm Dần 1962. Vị trí cung tài lộc: Hợi tại phương vị Tây Bắc 337,5 độ, Tỵ tại phương vị Đông Nam 157,5 độ, Mão tại phương vị Đông 97,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty, mệnh chủ cần phải chú ý luôn luôn giữ sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí, uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân, kích hoạt hòa hợp âm dương thiên địa nhân hợp nhất để bài trí an vị tại các phương vị này trong văn phòng và cửa hàng nhà mình. Phương án tiếp theo đó là chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng. Xét đến Kim Lâu, năm 2020 Canh Tý gia chủ 29 tuổi. Theo cách tính Kim Lâu từ trước tới nay thì trong năm này, mệnh chủ sẽ không phạm phải Kim Lâu. Năm 2020 Canh Tý, gia chủ Nhâm Thân sinh năm 92 là 29 tuổi nên sẽ phạm phải Hoàng Ốc. Xét đến Tam Tai thì nam mệnh chủ sinh năm 92 cần tránh các năm Tam Tai, Dần, Mão, Thìn. Năm nay là năm Canh Tý, theo cách tính Tam Tai, gia chủ sẽ không phạm phải tuổi Đại Kỵ Tam Tai. Vậy nên, nếu xây dựng mới, gia chủ tuổi Nhâm Thân sinh năm 92 nam mệnh sẽ không nên đứng ra động thổ cho trạch đất nhà mình.
Nếu có tiến hành xây dựng mới, cần phải tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Tiếp theo thì xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về cát hung vận khí tương ứng nhà khi kết hợp với gia chủ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Với nam mạng Nhâm Thân sinh năm 92 sẽ thuộc cung Càn Kim, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh, vì vậy hợp với bốn hướng tốt đó là Tây Bắc Phục Vị, Đông Bắc Thiên Y, hướng Tây Nam Diên Niên, hướng Tây Sinh Khí. Ngoài ra cần tránh với bốn hướng xấu thuộc Đông Tứ Mệnh đó là Đông Nam Họa Hại, Nam Tuyệt Mệnh, Bắc Lục Sát, Đông Ngũ Quỷ. Với nữ mạng Nhâm Thân 1992 là cung Đoài Kim, xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt đó là Tây Phục Vị, Tây Nam Thiên Y, Đông Bắc Diên Niên, Tây Bắc Sinh Khí. Ngoài ra cần tránh bốn hướng xấu thuộc Đông Tứ Mệnh đó là hướng Bắc Hỏa Hại, Đông Tuyệt Mệnh, Đông Nam Lục Sát, hướng Nam Ngũ Quỷ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà phạm họa hại là sao lộc tồn thuộc thổ hướng Tây Nam, tượng quái là khôn, phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt, hao tài tán lộc, bị bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ, dẫn tới tổn thương lớn, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trong căn nhà không hợp hướng bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao liêm trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn, gia súc, tán tài tán lộc, tổn hại nhân đinh. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim, tượng quái là đoài, phạm cung tuyệt mạng có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng phạm lục sát, mà lục sát là sao văn khúc thuộc thủy, tự quái là khảm, chủ về thị phi, khiến cho tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến cho tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động. Các thành viên sinh sống trong nhà thì gặp phải nhiều chuyện không như ý. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng đông nam, tượng quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công việc hanh thông thuận đạt. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Xây nhà và ở hợp hướng được sinh khí rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc hướng đông, tượng quái là chấn, chủ về nhân ái tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách hứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng, công ty hay là nhà hàng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên căn nhà hợp hướng được diêm niên là sao vũ khúc thuộc kim hướng Tây Bắc, tượng quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lục xúc đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp với mệnh chủ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được thiên y thuộc sao cự môn thổ chủ quản tại hướng Đông Bắc, tượng quái là cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, xúc vật đại vượng, khoảng một năm có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Mệnh chủ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 sẽ cần phải chú ý chọn cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, thuận lợi, viên mãn. Kích hoạt tài lộc năm 2020. Theo sơ đồ cửu tinh thì các phương vị tốt để kích hoạt khí của sao Nhất Bạch, Bát Bạch và Cửu Tử lần lượt ở phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, vật phẩm kích hoạt tài lộc để kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình. Ngoài ra, đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm nên mệnh chủ cần phải chú ý do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau nên các vị trí này mệnh chủ không cần phải quá chú trọng để ý nhiều. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà gia chủ sẽ cần phải chú ý nhiều hơn đó là két sắt.
Đây là vật phẩm giúp cho gia chủ thu giữ, tích trữ, trấn giữ tài lộc cho nhà mình, thường sẽ cần đặt để vào các vị trí kín ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ. Vị trí đặt để lý tưởng nhất thường đặt là phương vị tài lộc của mệnh chủ. Bàn thờ thần tài. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc, vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy mà người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn, thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng cần phải đầy đủ, trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi ở trên kênh nhé. Thường thì việc đặt bàn thờ thần tài, các gia chủ cần cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình. Nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất và tối ưu nhất. Việc bố trí, bài trí cần phải tuân theo cách cục sắp xếp của các công năng trong nhà, tránh được các xung sát trong nhà. Tại phương vị quý nhân của mình thì gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm của dân gian từ xưa tới nay, cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có được tài lộc tốt thì chắc chắn phải có hòa hợp. Nếu không có gốc chắc chắn sẽ như bông hoa sáng nở tối tàn. Ngoài ra tại văn phòng làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh đem lại tài lộc, tạo nên sức sống không gian trong xanh. Như cây kim ngân, theo quan điểm của người Đông Phương, cây kim ngân là loài cây thu hút tiền tài bởi kim ngân có nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loại cây này trên bàn làm việc, chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn, thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Đặc điểm của cây kim ngân đó là có lá xanh tươi quanh năm, đa dạng về hình dáng, thích hợp trồng trong đất và cả thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau, nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây ngọc ngân trong phong thủy có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào, là loại cây mang đến may mắn, nhiều thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng xen lẫn nhau hài hòa, tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Đặc biệt, đây là loại cây rất hợp với những người tuổi nhâm thân sinh năm 1992. Ngọc ngân còn có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc hại, đem đến không gian trong lành, tươi mát. Ngoài ra đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng, có ý nghĩa trong phong thủy mang đến sự may mắn, sức khỏe và vững bền trong sự nghiệp. Lá cây hình trái tim có đường vân màu vàng trắng đẹp mắt, vì vậy đây là loại cây phong thủy hợp với những người tuổi nhâm thân sinh năm 92. Và cuối cùng, việc lựa chọn màu sắc quần áo, màu xe phù hợp với mình để tăng cường vận khí, mang lại bình an may mắn sẽ phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng ngày giờ sinh để các chuyên gia phân tích đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp cho mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, mong rằng các mệnh chủ tuổi nhâm thân sinh năm 1992 sẽ áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc, thắc mắc của mình ở phía dưới phần bình luận để được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn hỗ trợ từ thầy. Sự góp ý chân thành của anh chị sẽ giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.